Chào Trung Nhân, chào Liễu. Cái gì? Ông hùng lộn cái tài liệu hả? Không có, Trung Nhân. Hùng sao la lộn tài liệu? Hùng lộn tài liệu thôi. Chết bà. Có quay không? Hả? Có quay không? Âm quay dễ thương quay. Vô không lại tôi quay coi. Không lộn đâu, thiệt không? Nhiều gạo á. Thiệt không Liễu? Chúng cái tài Nhân nè. À, không có tài liệu mà chúng tay Trung Nhân. Trung Nhân cản lại hen. Cản lại. Ờ rồi. Trung Nhân bảo vệ mẹ ghê ta. Trung Nhân. Sao nãy giờ nghe ca cổ quá trời luôn, chưa ngủ con? Chưa, đang vui. Đang vui hả? Dạ, vui ngủ. Sao vui dữ hả? Coi cười te tét, nhìn xuống dưới cười te tét kìa, nhìn tấm điểm cười ngủ ta. Dạ. Dưới con gì dữ hả? Cắt cái gì Trung Nhân? Cái gì con? Ờ, nắm cái giọt kìa, đã không? Chơi gì đó. Chơi gì đó hả? Ừ. Ê, cái đầu này hết, mua đen gì liệu? 10.000. Mua đen 10.000 hả? Ừ, 10.000. Tao không mua đen gì chứ không phải hỏi nhiêu tiền. 10.000. Mua đen 10.000. Ừ. Mua đen ngủ ta. Tao có 10.000 à. Tóc tao mua đen 10.000. Mua đen lạ quá. Trung Nhân. Mua đen 10.000 hả con? Trời ơi, có mặt nó kìa, ghét thiệt quá trời ơi. Nhìn cái gì dưới đó cũng vàng. Lụm cắt hả? Lụm cắt hả? Trung Nhân, mà cắt đâu đó lụm con. Trời ơi. Ừ, cái mặt trời ơi. Cái mặt thấy ghét trời ơi. Chịu gì nổi với cha ơi. Chịu gì nổi Trung Nhân ơi. Quéo dồ quéo cẳng dữ rồi Trung Nhân. Dục vậy đó, quét dò vậy đó. Hả? Chắc dục vậy đó. Tập thể dục hả? Ừ. Tập thể dục ai dơ tay lên coi. Nó dơ dò, chỉ dơ tay mà dơ dò. Trời ơi, cái đa tạ cái ông bà cô bác hả con? Có cung tay lại kìa. Chắp tay cung tay lại đa tạ kìa. Cái dằn bay. Dơ quá. Giọng nghe nghe chị dơ không? Mua đem 10.000. Lấy tay ra. Nói chuyện nghe chơi coi. Trung Nhân. Nhân mốt ai hung cái tay mẹ luôn, cản lại như nãy nha con. Yeah. Nha. Nhiệm kỳ quá à. Hung tay mẹ Trung Nhân cản lại liền. Đang đi. Em bắt tao quá. Ừ, vậy hả? À. Dơ hả? Cái gì? À, ý nó ca nữa phải không? Ca nữa rồi. Ca đây quá quen rồi, ca hoài miết mà. Nhân ơi, ngậm tay, lấy tay ra. Nhân. Cho uống nữa hả? Cho uống nước hả? Cho nước hả? Ta đang vui mà đâu có đòi đâu cho uống. Mới uống nãy mà. Chốc 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 khen. Nhân ơi Nhân. Nhân ơi Nhân à. Lát chú Nhiệm vô tới một chuyện con nữa nè. Hùng nữa rồi mẹ nè. Hùng nữa hả? Hùng lộn nữa hả? Ta nói vụ khác chứ không nói vụ hùng lộn. À, hùng. Gia bộ hùng lộn hen. Sự nhiệm chơi kỳ quá, cho bộ hung lộn cái tay mà Liễu. Hình là Liễu giật kịp đó, hung tay Liễu mà chúng tay Trung Nhân. Đâu có, Trung Nhân đưa tay vô cản lại. Cản lại hả? Ừ. Mới bị lớn bảo vệ mẹ rồi, ghê chưa? Hỏi chú Nhiệm tao mùi sữa không? Mày về mới chịu không? Chú Nhiệm muốn gì nói nghe chú Nhiệm. Không chơi lộn vậy nghe. Ha. Nghe Trung Nhân. Chú nãy chú quay không kịp. Quay kịp tới chuyên số chú Nhiệm rồi. Nhân quê lớn bảo vệ mẹ dữ bay. Ơi, nhìn gì hả? Nhìn chú Nhiệm hả? Nhìn chú Nhiệm à. Kênh không rồi đó. Chú đâu có hùng đó con ơi. Kênh Nhiệm rồi. Kênh Nhiệm rồi. Kênh chú Nhiệm rồi. Trung Nhân mà lớn lên tới xíu là tới số chú Nhiệm liền đó. Tôi chỉ khoái chú Nhiệm mà bà dính cái bụng thôi nghe chứ vấn đề khác là không khoái chú Nhiệm rồi đó. Chú không có hùng nữa nào. Bảo vệ mẹ con. Nhìn ai hả? Nhìn chú Nhiệm đó hả? Chú Nhiệm chơi kỳ quá hả Trung Nhân? Nhiệm chơi ăn gian quá, giả bộ rồi. Dẫn dò, dẫn gì hả? Không tay còn nữa đâu. Không tay mày Liễu không hả? Nhân! Dòm chú Tính không à? Dòm chú Tính đâu, dòm ai không à? Dòm chú Nhiệm, kiếm chú Nhiệm không à? Đi không Nhiệm ơi? Ơi ơi, cười ơi, ơi, cười. Cười. Ngậm cái tay có gì ngon đâu ngậm hoài ấy. Sập sáng giờ đâu tiêu Liễu. Đi hồi mấy giờ tới giờ? 5 giờ. Là hôm nay đi giấc lúa liên tục luôn phải không? Rồi có nghe nói được nhiêu tiền gì không? Không biết rồi. Rồi bữa nay sao mà không giác nữa mà đi đâu tiêu? Em có nghe nói không? Em có coi chừng đi giác nữa hay gì chứ đâu mà đi từ sáng giờ chứ hả? Mà sập nói hay gì? Sập nói này không giác hay gì? Nếu mà không giác đi sáng giờ là giờ về còn xỉn rồi. Biết rồi. Ừ.
Nếu mà bữa nay không chắc lúa ha, mà đi tới giờ này là về là chắc chuyên về nữa quá. Đâu đang lắc điện cây ở đâu? Gì con? Không, hôm nay dắt lúa cái có lý rồi, dắt lúa đâu nhậu. Phải có lúa dắt hoài quanh năm đỡ quá. Lúa đâu có dắt hoài. Dắt lúa đỡ quá trời đỡ hết trong nhân. Còn hay sợ có lúa dắt là ngoan lắm, không có nhậu. Im. Mà bữa nay nó nghe nói không có dắt lúa mà sập nó không dắt hay gì? Không, mà nghĩ chứ hơn bữa vậy. Nghĩ sao hơn bữa hả? Ừ. Nghĩ sao hơn là nguyên nhóm, nguyên đội nghỉ ha? Nguyên đội nghỉ luôn. À. Nãy cô nói là do bữa nay không có lúa, không chứ phải là nghỉ sao hơi. Chứ, ừ. Chứ có lúa là sao nghỉ sao hơi được. Ừ. Không có lúa nên nghỉ. Người thì bắt khác, người khác giờ. Còn mấy giờ tới giờ? Sáng nó đi rồi, ông nó đi rồi. Thằng Đông hả? Ừ. Đó, kêu mở cửa này. Ừ. Ơi, hôm nay có uống thuốc uống gì không? Sợ á. Mở cửa rồi. Bà thuốc cứ xem chú Kha có đem xuống chưa? Chưa. Chị ơi, rồi lấy thuốc đâu uống? Cũ. Cũ mà Liễu thấy cố uống không? Có. Cố uống hen. Rồi Liễu có. Liễu cố uống không? Có. Liễu uống gần hết chưa? Uống hết rồi. Liễu uống đều không? Đều. Hết luôn hả? Còn. Còn hả? Ờ, chứ đâu hết mới. Còn nhiều không? Nhiều. Uống nhớ uống đều nghe, uống đủ nghe. Đủ. Sáng 2 viên, tối 3 viên, chiều 3 viên. Ừ, sáng 2 viên, chiều 3 viên. Ừ. Nhớ không? Nhớ. Nhớ, dậm chứ nhiễm quả con. Nó chứ lâu lâu hung lộn con cái nhìn điệu hoài con. Làm căng quá vậy cho ăn. Làm căng quá trong nhân. Nhân. Vậy chú Hôn con nè. Chú Hôn là chắc gịch không bao giờ lộn. Trời, chú hung lộn với giò á. À. Tẩm giò nhỏ hung lộn giò liễu á. À, không lộn đâu. Tôi hung là chính xác à. Nhân trong nhân. Hung là trong nhân không cản đâu, tôi hung nghe chắc à, không có chặt. Không có lộn. Đây tôi cầm máy vô hung nè. Dạ. Không, tôi không có lộn đâu mà gình. Tôi không chắc gịch luôn. Hay trong nhân. Đĩa gì đâu không à. Dẫu đĩa nhiễm không à. Lát đó tôi không căng ngay gò má anh trong nhân luôn. Chết bà, gò má không lộn gò má liệu chết à. Vụ này căng á. Tới chuyện à. Đâu vô hung là cô quay nè. Không thử coi có lộn không. Tại số á. Má la. Lộn đó má la. Chết liền. Ê, Thu Giang. Lỡ chú Dũng chú Vũ hung lộn gò má mẹ con rồi sao con? Hai trong nhân. Nhân. Không hung lộn gò má con Liễu mà sợ hung rồi gây gò má trong nhân trong nhân nó giật gò má ra chết tôi chứ. Giật gò má ra giờ lộn bên kia hả? Đâu vô làm thử coi. Ngon ngon quay vô. Cái vũ côi. Ngon quay vô. Đứa nào ngon quay vô. Trong nhân nó giật chỏ không cái liền. Chú Nhiệm không cái tay thôi là trong nhân đưa cái tay vô đỡ liền. Không gò má là trong nhân giật chỏ à. Dính dò với người ta. Giật chỏ gì đó. Sao chưa không ngủ đi con. Chưa ngủ. Không ngủ lặng lát chú Nhiệm gặp con tới một chuyện. Lát chú Nhiệm sẽ có công chuyện với con nữa nè. Để không Nhiệm hoài ta. Nhiệm có quà. Có quà nữa hả sao biết. Giờ lại không như chuyện đó. Hả? Chứ mất quá. Ủa vụ gì không Nhiệm. Nói gì về chuyện chiếc lát gì đó hả. Nhiệm nãy giờ đã giùm. Nhiệm đi tiền đó, rồi bụng rồi, chồng. Vậy đó hả? Ừ. Ủa biết trước hết trơn luôn kỳ ta. Biết rồi mẹ. Nhiệm chị qua nó xuống đây mà. Vậy hả? Ừ. Ờ vậy đó, hai người đúng. Chơi tụi tí tí nhau chơi rồi làm nãy giờ tôi giấu thấy bà luôn. Nãy không lộn rồi mà Liễu. Nó đón chúng mà. Đón chúng. Nãy không lộn rồi bộ. Đón chúng mà nó nói gì đâu. Không lộn rồi. Đón chúng mà. Chúc vui cho không có giờ trong nhân nữa giờ. Hùng lộn được không Liễu? Chú Nhiệm nó hùng lộn kìa được không? Rồi thôi chết rồi nó la kìa. Nó la đó chứ được lắm. Được không con? Được không? Được không? Ủa nó nhịn gì dữ sao? Nhịn dữ thận ta. Uống trà. Nhìn ai? Nhìn ai nói coi? Nhìn thầy Út. Nhìn ai? Ủa Út là trễ giờ mà sao không vậy Út? Đi dạy học á. Ờ đi dạy, về dạy. Là trong nhân cả. Trong nhân nó ngây thơ dễ thương cả. Nói đi chị á, vợ anh á kêu anh rảnh chở trong nhân thấy tóc. Mà chưa kịp đi rồi hết rồi. Ước rồi. Ừ. Thế là bà hai tức hết cho xem ra ước hết rồi. Ờ biết chưa lén chưa rảnh chưa lén rồi. Chưa lén rồi. Ừ. Không, 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 không,
không sao không hết chọc lóc luôn á, cho nó ra nhanh hả? Có nghĩa là cái mua đen 10 ngàn là hết vậy phải không? Ờ, còn cái mua đen ờ hớt tóc đâu gì? Ờ đâu không chi? Người mua đen mà chọc lóc là gọi là mua đen gì? Cà chua. Mua đen cà chua hả? Mua đen ngủ trời. Liễu lại ra mấy cái kiểu tóc lại ha. Hết vậy gọi là 10 ngàn. Còn hả mà chọc lóc là gọi mua đen cà chua. Tóc là không cắt luôn. Ờ ngủ ha, lạ quá. Tính gì bà hai hết à? Em ra cắt luôn. Hết cái tiệm nào tính? Tiệm đồ lộ hả? Xã này hả? Sao, dạ. Sao gần em hết đi chi tuốt chứ? Đẹp. Đẹp hả? Vậy là đẹp dữ chưa? Đẹp rồi, dữ rồi. Đẹp dữ hả? Thấy gì đâu mà muốn kiểu cọ chứ, chơi yêu gan, điều gan nha mà. Kiểu cọ chứ, 10 ngàn ngộ hen. Không khóc luôn. Không khóc luôn hả? Ờ. Cái mà không khóc. Tóc đâu gì đâu khóc, chủ nhân dễ mà. Nghe con. Chứ người chứ xíu lên nè. Hả? Chứ người chứ xíu lên nè. Chứ sửa, ờ. Quế cái hết à. Qué cái hả? Bữa đó hình như làm như mới chích cái loại thuốc lạ cái nó về nó khó chịu sao nó cự cự hoài đó. Ừ. Mà cự cự tới chắc đó là hết luôn phải không? Hết luôn. Ừ. Chắc khó chịu người á. Thôi thôi. Thôi thôi. Vậy con. Gì dạ, nhân. Ừ, nó ừ chết bà nó ừ rồi. Chết rồi. Ừ, chết rồi. Tới một chuyện nữa rồi. Ừ rồi, chịu rồi. Không được ừ nha con, không cho ai hung mẹ nghe. Có ai hung mẹ? Hung lộn hả? Tại lộn nha. Nhân. Ờ bữa nay nó không thèm dòm mặt tôi luôn, dòm nhiễm ừ ừ không à chết rồi. Quên rồi. Ơ gì á gì á, muốn nhảy mũi gì á? Cái gì ơi? Gì con? Cái chuyện chút xíu đi. Ừ. Thì giữ nó đi. Vàng vòng gì lấy ra đi Vũ. Ờ không có thôi. Nhân. Nói chuyện chú ơi Nhân. Đây nè, nhìn đây nè Nhân ơi. Nhân à. Chồng Nhân. Không chơi chú giận luôn, nghỉ chơi luôn. Thôi chào ông bà cô bác đây nè, không chơi nữa chào nè. Chào ông bà cô bác đi. Lấy cái nhiệm vô gặp tới một chuyện nữa. Chào, bye bye. Bye bye. Hey, kính chào mọi người. Chúc sức khỏe tất cả quý vị.